Rồi, thì các bạn hiểu về SQLite, nó là cơ sở dữ liệu được ở trong Android, và các bạn có thể sử dụng, các bạn có thể có cái tool để các bạn download về để các bạn tạo. Thực ra bản chất của nó là một cái, các bạn có thể download một cái tool của nó là SQLite Expert về các bạn, về các bạn tạo cơ sở dữ liệu, rồi các bạn có thể thêm sửa xóa phía ngoài, nó có công cụ. À, giống như cái ngôn ngữ mà cơ sở dữ liệu các bạn học ở ở trước, ví dụ như SQL Server hay là MySQL hay là Oracle á, thì nó cũng có tool để các bạn hỗ trợ luôn. À, nhưng mà cái này có một cái ưu điểm, tức là nó tích hợp sẵn vào ở trong cái Android rồi, cho nên là các bạn có thể dùng trực tiếp mà không cần phải tạo, các bạn có thể tạo bằng code mà không cần phải tạo bằng cái tool ở ngoài. Đấy. Giới thiệu SQLite, kiểu dữ liệu trong SQLite. À, ta sử dụng cái SQLite Open Helper để ta tạo database và tạo table. Đó. Đây, nó là một cái phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu. Đó. Đấy, không, nó không có cái máy chủ riêng biệt để xử lý, tức là nó chỉ một file dữ liệu thôi. Đó. Gọn nhẹ đơn giản, một cái file. À, không cần cài đặt, không cấu hình, có thể sử dụng được luôn. Đó, lưu trữ trong một file. Không có cái phân quyền username, password, vân vân. SQLite nó không yêu cầu tiến trình server riêng rẽ để hoạt động, không cần cấu hình, không cần tiền phải cài đặt. Đầy đủ được lưu trữ trong một cái ổ đĩa với một cái file đuôi SQL đơn giản, đúng không ạ? Nhỏ hơn, nó nhỏ lắm, nó nhỏ, gọn nhẹ. Nó không phụ thuộc vào cái công cụ bên ngoài, nó là một file thôi. Nó vẫn có chuẩn cơ sở dữ liệu, vẫn có cái thread, nói chung là các bạn vẫn có thêm sửa xóa các thứ select bình thường. Như khi các bạn học SQL cái môn cơ sở dữ liệu. Lưu trữ, kiểu dữ liệu thì trong SQLite nó gồm nè. Nếu mà null thì nó có, cũng là một giá trị, nhưng mà giá trị nó là null, là không không có gì, đúng không? Integer là kiểu số, real là kiểu số thực, text là kiểu chuỗi, và blob là kiểu dữ liệu lớn, đúng không? Big, large object, hình như đâu binary gì đó, đúng không? Kiểu dữ liệu boolean, kiểu dữ liệu date và time. Thì SQL không có lớp lưu trữ riêng để lưu trữ date time, lưu trữ date time dưới dạng giá trị text hoặc real hoặc integer, thì thông thường các bạn để cái text luôn, đúng không? Kiểu boolean thì để kiểu không dành cho false và một dành cho true. Đó. Đấy, chủ yếu ta sẽ dùng cái text lưu trữ kiểu định dạng date, text thì nó cũng có là man man đây đây đây, đúng không? Cái này là date time. Được chưa? Real, nếu mà kiểu real thì nó sẽ lưu số ngày bắt đầu từ cái trước công nguyên gì đó. Trời ơi, integer thì nó bắt đầu lưu, bắt đầu từ số giây, tổng số giây bắt đầu từ ngày 1 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 1 tháng 1 năm 1970. Nói chung là không ai lưu trữ bằng hai kiểu dưới ạ. Lưu trữ xong tính toán lại chết luôn. Thì ta lưu trữ kiểu đầu nó dễ ha, lưu trữ dạng text. Ok. Rồi. Bây giờ ta sử dụng SQLite Open Helper để các bạn tạo cơ sở dữ liệu ha. Đó. Ta có một cái class đầu tiên là SQLite Database, nó lưu trữ cơ sở dữ liệu, nó để tạo cơ sở dữ liệu, để khai báo cơ sở dữ liệu. Còn lớp là một cái abstract là SQLite Open Helper. Tức là các bạn, cái này là dùng để các bạn nó chứa, nó là một cái lớp mà nó chứa các phương thức cho phép các bạn tạo, rồi các bạn tạo 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 file, tạo database, rồi các bạn có thể là xử lý database vân vân, cập nhật. Đấy, nó nằm ở trong này. Đó. Thì trong cái SQLite Open Helper nó có phương thức là onCreate. Trong onCreate thì nó cũng giống như các cái kia, nó chạy một lần và nó dùng để tạo các cái table các thứ. OnUpgrade là cái hàm mà sau này nếu như cơ sở dữ liệu SQLite nó bị thay đổi về cái version, nó sẽ tự động nó chạy cái dữ liệu trong này, chạy các lệnh code ở trong này. OnOpen
là để mở, dùng để mở cái cơ sở dữ liệu. Đây class của nó, đây constructor, on create, open, rồi cài đặt các thông tin như là tên file, version, đây cái này tên context, tên file, cái này là factor, factory thì khỏi để nôn, và version. Đó. On create là gọi được một lần, lần đầu tiên thôi. On open được mở, cái này gọi khi các bạn mở mở cơ sở dữ liệu. Còn cái này thì nó gọi khi nào mà cái version của nó được thay đổi, nâng cấp. Rồi, các bước để tạo thì tạo một class kể từ ông này. Anh này là abstract, thành ra là anh ấy không có từ new của anh được, mà ta phải tạo một class để kế thừa nó, rồi ta override các cái phương thức này. Ok, đây code của nó đây. Giả sử như ta tạo cái table nhân viên đúng không, hay gì đó, người ta dùng DB helper, thì bây giờ cô sẽ demo cái bài của ta. Bài của ta là bài về quản lý sách đúng không, thì cô sẽ demo ở trên máy của bài của mình luôn. Bài của mình đây. Bữa trước là thêm sửa xóa làm rồi đúng không? Bữa trước các bạn nhìn nè đấy nha, cô sẽ lấy một cái đây, ta có adapter này, mô đồ này. Bữa trước là dữ liệu của chúng ta lưu ở đâu, lưu ở quản lý sách này, nhìn nhé các bạn. Về dữ liệu sách thì ta lưu trữ ở trong cái danh sách này. Đây, dữ liệu của ta là dữ liệu phích cứng, hiểu không? Không phải dữ liệu động mà dữ liệu phích cứng. Thì cái dữ liệu này các bạn làm xong, các bạn mất đóng cái app các bạn á, các bạn chạy lại nó lại mất, nó lại về cái dữ liệu này. Đấy, thì cái này ta làm demo cho vui thôi, chứ còn không được lưu trữ, thêm sửa xóa thì nó không lưu trữ nha. Đấy, các bạn tắt nó sẽ mất đi. Chết cha. Rồi, còn dữ liệu mà loại sách ta cũng lưu trữ ở trong một cái Aurelius, cái này cũng dữ liệu tĩnh. Thì bây giờ nè, bây giờ ta sẽ tạo hai bảng, một bảng là loại sách và một bảng sách, hai bảng này có quan hệ một nhiều. Ok, tên sao tôi khoái ông tên này dễ sợ. Tôi đang cái này, tôi đang dùng dở cái này, stay on pay đấy, tôi đang tạo này không đóng được, may quá. Rồi cái này các bạn nhìn nhá. Đầu tiên là tôi sẽ tạo cái anh table nè. Được chưa? Cái này là bảng loại sách. Đây cái bảng này là loại sách. Ok. Chờ xíu nha, cô có cái ấy tí, cái điện thoại đến tí không biết là ai gọi. Trời ơi, ông ví để cái avatar nhạy cảm quá à. Alo? 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 Trời ơi, tào lao. Rồi, cô sẽ quay lại nè, xem ví nè, ví ghê quá, ví ơi. Cô sẽ tạo một cái bảng loại sách và một cái bảng, cái này là bảng sách đúng không? Đây, bảng sách. Ok, thì bảng sách và bảng loại sách nó có quan hệ một nhiều. Ok, đấy, một nhiều chưa? Đây, một nhiều. Giờ cái này một, cái này nhiều. Thì hôm trước ta cô đã có cái trường dữ liệu rồi, bây giờ tôi chỉ cần là tôi tạo cái này ở trong cơ sở dữ liệu SQLite thôi. SQLite đúng không? SQLite. Ok, cô sẽ tạo hai cái bảng này. Thì bây giờ coi, các bạn coi cú pháp cô tạo ha. Cô sẽ tạo như thế này. Cô giống như trong hướng dẫn thì cô tạo một cái lớp, cô tạo một cái packet để riêng đi ha.
cái package của cô để là, ai da, con chuột của tôi đâu rồi, cha con chuột của tôi new cái package đặt tên là, cô đặt tên là database để lưu trữ cơ sở dữ liệu ha. Trong cái database này cô mới tạo ra một cái, cô tạo cái file đúng không? Đấy nha, các bạn nhìn cái file này nè, đó đặt tên là db help helper, ok, db helper đó. Cái này cô sẽ kế thừa extend, cô kế thừa extend là ông SQL d SQLite d database helper open helper đấy, open helper ông này, được chưa? Đấy, các bạn thấy là nó lỗi bởi vì là có một số cái phương thức bắt buộc phải override mà chưa override, chưa được implement. Thế đó, các bạn Ctrl Y cái các bạn sẽ thấy là có hai cái phương thức bắt buộc các bạn phải implement. Ok, vẫn lỗi nhá, vẫn lỗi. Thì lỗi này là lỗi gì, giải thích nha. Thì cái này liên quan đến khái niệm kế thừa. Kế thừa ha. Giả sử các bạn có một cái lớp A, một cái class A, được chưa? Và class B, và kế thừa class A. Kế thừa thì cô viết cái mũi tên, vẽ cái mũi tên ngược. Kế thừa class A. Thì trong cái này các bạn thấy là nó sẽ có là, ta sẽ có là như này. Có phải là class B extend 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 class A đúng không? Thì như này là đủ. Như này là đủ. Thì trong này các bạn nếu các bạn dùng cái gì đó, dùng tới cái gì thì các bạn sử dụng tới cái đó. Ví dụ như các bạn là sử dụng của A đúng không? Override hay gì đó, code viết ở đây. Đúng không? Code. Đâu rồi? Đây. Code. Ủa sao không viết được ta? Rồi mất tiêu rồi. Đây, giả sử như class B extend class A đúng không? Ok. Đấy. Đây, các bạn code viết ở đây đúng không? Code viết ở đây. Viết ở đây. Đây. Thì khi các bạn viết code ở đây thì các bạn thấy là nó không có lỗi gì hết. Nó không có lỗi gì hết, nó bình thường. Nó diễn ra bình thường. Nhưng giả sử như bây giờ trong class A, class A các bạn chỉ cần khai báo cái, chắc này, cái này cô sẽ viết ở đâu nhỉ? Viết ở trong Java. Java. Đây, giả sử như trong class A thì nó sẽ có là gì, trong class A các bạn tạo ra một cái constructor. Đấy, các bạn tạo ra một cái constructor. Constructor là public A. Có đối số. Có đối số là ví dụ như int cho A và int cho B. Rồi trong này các bạn viết thêm cái gì đó nữa ở trong này. Đúng không ạ? Viết thêm cái gì nữa ở trong này. Đấy, viết code gì đó, ok. Thì ở đây các bạn khi gọi đến code, code ở đây nó sẽ bị lỗi. Lý do là như sau. Nếu cái này có kha có constructor có đối số thì ở đây là lỗi ngay. Lý do như sau này. Khi các bạn class B mà kế thừa class A thì cái constructor này nè. Constructor của B nó sẽ ngầm định sử dụng constructor của A. Nhớ nha, nó không phải là kế thừa. Ta không dùng khái niệm kế thừa với constructor. Chỉ có class kế thừa class thôi, constructor không kế thừa constructor. Thì constructor B nó ngầm định kế sử dụng cái constructor A, cụ thể là như này. Public B. Rồi, super. Trong này sẽ có cái super của A. Đấy, thì super này là gì? Super này chính là constructor của A.
Đây, super này chính là constructor của à. Ok. Được chưa ạ? Hiểu không ạ? Đây, cái super này nè, chính là constructor không đối xử của A. Tuy nhiên cái A này mất mất luôn cái constructor không đối số. Cho nên là chỗ này các bạn không khai báo tường minh ra là lỗi ngay. Cho nên để tránh bị lỗi thì các bạn phải khai báo tường minh ra. Để các bạn truyền vào một cái số nào đó, ví dụ 2 và 3 gì đó. Có nghĩa là các bạn truyền vào in ở đây, truyền vào 3 là in B ở đây. Tức là các bạn truyền ra một constructor có đối số là nó hết lỗi. Đây, tình huống này là tình huống nó là gì đấy ạ? Khi kế thừa thì ta constructor B nó sẽ tự động nó sẽ dùng cái constructor của cái lớp A và dùng thông qua từ khóa super. À, trong tình huống này các bạn sửa lại cái lỗi như sau. Giả sử các bạn tạo constructor của cái class DB helper giống như cái này. Được chưa? Ta để là public. Public. À, chưa biết có đối số hay không nhá. Tôi chỉ cần là tôi sử dụng coi cái super của cái ông super của ông SQLite Open Helper này. Mà super của ông này là cái gì? Super của cái ông SQLite Open Helper gồm là một cái context. À, tôi đưa vào context. Đúng không ạ? Đây, super. Ta đưa vào context. À, mà context thì đưa vào cách nào? Đưa vào tôi khai báo context ở đây. Cái này không có cách nào đưa cho nên tôi phải khai báo ở đây. Context. Tôi đưa vào một cái context ở đây. Context. Đấy, tôi truyền xuống đây. Đấy, context. Được chưa? Rồi. Đối số thứ hai của ta là cái gì ạ? DB name. Database name tôi đặt là à, ví dụ như các bạn đặt là gì ạ? Lớp ta là LT 15201. Ok. Đó, DB. Đấy, DB. Phải. Đối số thứ hai ta để là null. Đối số thứ ba version các bạn để 1. Đấy, hết lỗi. Hết lỗi. Có nghĩa là khi các bạn kế thừa thì các bạn phải tạo một constructor và constructor này phải sử dụng constructor của ông SQLite DB helper. Và cái này nè, câu lệnh này nè thì cũng là câu lệnh để tạo database luôn. Cũng là câu lệnh tạo DB luôn. Đấy. Đây, cũng là câu lệnh tạo DB, đặt tên database, version các thứ. Và tên database đây. Ok. Đây, anh này anh tự động anh tạo luôn. Ok. Đó, ta xong được cái phần thứ nhất là hết lỗi nha. Rồi. Cô sẽ viết cái hàm để tạo câu lệnh để tạo câu lệnh để tạo bảng và tạo quan hệ ở đây luôn ha. Đây. Tạo bảng. Tạo bảng. Thì bởi vì ta có hai bảng là bảng loài sách và bảng sách. Thì bảng loài sách là bảng quan hệ một, bảng này quan hệ bảng này nhiều. Thì khi cô tạo thì cô phải tạo cái bảng một đấy trước. Bởi vì khi tôi tạo bảng sách, tôi mới tham chiếu tới bảng này nó phải có. Nếu tham chiếu không có nó lỗi. Cho nên cái bảng một này thông thường sẽ được tạo trước. À, tôi nên cô viết là tạo bảng là loài sách. Ok. Ta sẽ viết bằng câu lệnh SQL như sau. SQL str gắn bằng create table. Như bình thường, tên table loài sách. Ok. Và bây giờ tên cột, cái này giống cái cơ sở dữ liệu các bạn đã học ở cái môn kia. Rồi, ta xem cái loại sách này gồm những cái cột gì nè. À, mã loại sách mô tả hai cái đều là string là text hết. À, trong cái đó là mã loại sách cô sẽ để là khóa chính, đúng không? Đấy. Mã loại sách à, text để khóa chính là để primary key. Được chưa? Ok, phải xuống dòng cái nhìn cho dễ. Rồi, mô tả. À, cũng để text luôn. Ôi, không có gì cả, xuống dòng mất câu. Được chưa? Ok. Đấy, key. Ok, có từng đấy thôi các bạn. Chưa? Rồi, các bạn đây ta có cái DB đây, database db.sql sql. Chưa? À, đưa cái chuỗi SQL vào. À.
Đấy, cô vừa tạo xong bảng loại sách, bây giờ cô có thể thêm dữ liệu mẫu cho nó, thêm sẵn cái dữ liệu mẫu cho nó. À, ta vào đây ta lấy một ít cái dữ liệu mẫu. Đây, văn học thì nói về văn học gì đó. Ừ, thêm cho vui. Thì câu lệnh để thêm dữ liệu là ta dùng câu lệnh insert. À, ta viết là SQL gắn bằng câu lệnh insert into vào bảng loại sách. Rồi, value. Đấy, hai cái đồ này. À, nháy đơn, phẩy, nháy đơn, chấm phẩy. À, và cũng thực thi SQL luôn. Đó, ta copy, ta thêm 3 dòng rồi ta copy 3 dòng. Được chưa? 1, 2, 3, khác cái value thôi. Được chưa? Khác cái value thôi. Đây, văn học, Anderson V. Đấy, sách nói về cái gì đó, copy. Ok. Rồi, gì à? Công nghệ thông tin C. Đưa vào đây. Ok. Đó, một cái này. Ok. Còn cái này là xã hội. Lâu lâu máy cũng lắc nhỉ. Xã hội. À, cái này là xã hội gì đó, thêm vào. Ok. Rồi. Đấy là cô vừa tạo ra cái bảng loại sách. Trong bảng loại sách thì cô thêm ba cái dòng dữ liệu, cái này được gọi là dữ liệu mẫu. À, lâu lâu các bạn hay nghe người ta nói là các bạn hãy thêm sẵn một số cái dữ liệu mẫu và dữ liệu sạch á. Tức là dữ liệu nhìn nó hợp lý, hợp lệ và nó đàng hoàng tử tế. Tránh trường hợp là các bạn thêm cái dữ liệu là 11 22 33. 11 22 33 lên để test thôi. Cho còn cái bạn thêm dữ liệu mẫu để cho người ta xem á, để demo á, thì các bạn nên xem để cái dữ liệu nó ok tử tế một chút nha. Được chưa? Rồi tiếp. Rồi. Cái này là thêm dữ liệu ha. Rồi bây giờ các bạn tạo bảng sách. Ok, cũng là câu lệnh này. Chưa? Ctrl C. Ctrl V nhưng nó khác cái này. Là ta sẽ có gì ạ? Ta bỏ cái loại này ra. Cái gì? Quản lý sách. Sách. Đấy, mã sách, tên sách, ngày xuất bản. Đúng không ạ? Ngày xuất bản. Mã loại sách. À, để cô coi này. Dẹp tách, để tách hết đi ha. Mã loại sách vậy nó sẽ là tách hết, được chưa? Ok. Nó sẽ có là mã sách, tên sách, mã sách, tách primary key, tên sách, enter đi ha, tên sách, tách, ngày xuất bản cũng tách luôn đi ha, và cái mã loại sách thì nó là tách luôn và nó tham chiếu tới cái bảng này nè, nó tham chiếu tới cái bảng là loại sách thì có để là references tới cái bảng là loại sách. À, và cái khóa chính của nó là mã loại sách. Ok, là xong. Đấy, cái đoạn code này nè là đoạn code là tham chiếu hay là ta gọi là foreign key tạo khóa phụ á, chưa? Rồi, có thể các bạn thêm một vài dữ liệu mẫu để các bạn test. À, các bạn thêm một vài dữ liệu mẫu để các bạn test, giống như thêm cái dữ liệu này. Mã sách thì các bạn để là 001. À, quên.
Bây giờ cô sẽ tạo cái câu lệnh này đã, SQL insert into đã. Cô cũng tạo dưới này. Thêm dữ liệu ha. Insert into là sách. Cái này cô sửa lại loại sách thành sách nha. Đấy, cái này là sách. Value của ta thì có 4 cái value. Ok. Ta sẽ để là 1,1,1,4 cái dữ liệu ha. Bây giờ ta sẽ copy thành hai dòng. Tôi nhớ là dữ liệu ta để có hai dòng thôi. Thì đây cái này là 001. Ai đặt câu hỏi gì không hiểu thì cứ nói lớn nha. Tại vì là cô sẽ không nhìn được các bạn chat. Mà các bạn cứ la lớn lên thôi. Đấy. Pass cái này cái chuỗi, cái này ta không lấy ra cho nên ta sẽ không pass. Đây. Cái chuỗi. Chuỗi ha. Cái anh này sẽ là 0002 đúng không? Cuốn theo chiều gió để gió cuốn đi chưa? Rồi ngày là ấy kể nó đi ha, xong. Và cái này sẽ là văn học. Ok, lưu ý nè, nhìn nhá, cái dữ liệu các bạn add vào đây nó phải trùng với cái mã ở trên này. Đấy, văn học thì trên này phải có văn học. Nếu dữ liệu add vào mà không có nó báo lỗi ngay, tại vì nó chịu cái ràng buộc là ràng buộc tham chiếu. Ràng buộc tham chiếu có nghĩa là khi các bạn thiết lập quan hệ giữa hai bảng thì cái bảng này các bạn add dữ liệu vào, cái tham chiếu tới cái khóa phụ mà tham chiếu tới khóa chính, mà khóa chính không có là nó lỗi ạ. Hiểu không ạ? Cho nên là cái bảng add vào nó phải trùng với trên này, không báo lỗi ngay. Cô đã xong rồi. Còn cái phần on upgrade này á thì thông thường khi mà cái version này thay đổi nè, new version nè đổi thì nó sẽ thường nó sẽ xóa sạch hết cái database, xóa sạch hết cái các bảng. Xong rồi nó sẽ gọi lại cái hàm on create đấy để nó chạy chạy lại đó. Ok, nhưng mà chưa cần thiết thì tôi không viết. Còn về các bạn viết thì có thể viết vào đấy, đây các bạn nhìn là drop nè, xóa hết các bảng nè, drop table nè, xóa hết các bảng, xong rồi gọi lại hàm on create. Ok, cái này các bạn về viết thêm, tại vì tôi chưa cần cho nên là tôi chưa viết, các bạn về các bạn viết thêm. Rồi vậy là cô vừa dừng xong cái DB helper. Ok, viết được hàm on create và on upgrade thì về ấy thôi, giải thích code xong. Ok, demo xong rồi. Bây giờ này, vậy là thực ra là bài nó có từng đấy thôi đó, nói trong một nốt nhạc đúng không? Bây giờ các bạn làm tiếp nè. Vậy thì dùng cái này như thế nào, đúng không? Các bạn tạo rồi tạo xong rồi thì bây giờ dùng sao? Nó rơi vào bài 6, hiểu không ạ? Bài 6 thì bây giờ cô nói trước đi ha, bài 6 có sao tôi nhắc lại thôi. Bây giờ cô nói trước nè. Bây giờ tôi tạo hai bảng rồi, có dữ liệu rồi, bây giờ tôi muốn lấy dữ liệu ở đây ra thì sao? Tôi thay cái dữ liệu này vào đây, tôi thay, tôi không lấy dữ liệu này nữa đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ add một dữ liệu khác, các bạn nhìn để xem nó có khác nhau không nha. Tôi thay cái này bằng cái Android cơ bản đi ha. Ok, rồi cái này cũng cuốn theo chiều gió kề nó giống nhau. Rồi tôi đổi cái để sau này các bạn để phân biệt cái này. Bây giờ các bạn lưu ý là mọi cái giữ nguyên cái bài từ trước giờ cô demo cô làm đó, các bạn giữ nguyên, các bạn không sửa bất kỳ cái gì hết, các bạn chỉ đổi cái này thôi, nghĩa là không lấy cái dữ liệu này nữa mà cô phải lấy một cái dữ liệu từ SQLite ra đúng không? SQLite ra. Và bây giờ các bạn sẽ comment cái này để làm sao lấy được dữ liệu ra. Thì bây giờ ta sẽ viết như sau. Để lấy được dữ liệu thì ta phải viết một cái hàm để ghép dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lên.
Thì cái hàm này cô tách ra, cô tách thì tách như thế nào? Cô sẽ tạo một cái lớp để tôi lấy nó ra, đúng không ạ? À, ví dụ như bây giờ cô sẽ, cô là sách ha, cô tạo một cái packet down. À, down là viết tắt của data access model. Cô sẽ tạo một cái packet down. Packet cô thường viết chữ thường, các bạn thấy chữ thường không? Class thì viết chữ hoa đầu. Cô tạo một cái down dành cho sách, ta gọi là sách down. Sách down. À, down này là viết tắt của cái gì ạ? Data access model. À, data database access object nhé. Đấy. Rồi. Thì trong cái lớp down, sách down này nè, thì cô sẽ dùng cái lớp, cái database mà cô khi nãy vừa tạo ra, DB helper. DB helper. Cô dạy DB. Đúng không ạ? DB helper. Đấy. Cô sẽ sử dụng cái khi nãy cô vừa tạo ra. Đúng không ạ? Rồi, ta viết các cái phương thức để get dữ liệu như public, void, get, all, get toàn bộ dữ liệu ra. Ok. Được chưa? Thì bây giờ nè, muốn sử dụng cái DB helper thì các bạn thấy là cái DB helper nó cần có một cái constructor là context. Thành ra là cô phải lấy context ở đâu đây? Context này cô sẽ truyền vào cái sách down, cô tạo một cái constructor của cái sách down. Sách down. Đấy, trong này cô truyền context vào đây. Context. Đấy, context vào đây. Ok. Được chưa? Đấy, cô truyền vào DB helper. Đúng không? Chưa? Đấy, ta sẽ có là DB helper gắn bằng new, DB helper, cố quyền cái context vào. Ok. Vậy nhiều bạn sẽ viết tắt, trong cái sách hướng dẫn sẽ viết tắt, nhưng khi cô tách ra nè thì cô sẽ tách như sau. Cô sẽ tách cái DB helper ra một cái file riêng để cho nó gọn nhá. Đó, bây giờ muốn trong DB helper tôi phải cần dùng cái context. Vậy muốn dùng context tôi truyền vào. Tôi truyền vào thì tôi truyền ở đâu? Ở đây không có chỗ nào truyền qua cái constructor cả, cho nên là tôi sẽ truyền vào constructor. Khi nào tôi dùng thì tôi sẽ truyền, gọi constructor này tôi truyền context vào. Dùng ở đâu tôi truyền ở đó. Được chưa? Rồi. Bây giờ nè. Get all. Tôi lấy dữ liệu ra. Nhìn nha. Dữ liệu của cô sẽ là cô đổ ra ở đây. Nó sẽ đổ ra Relit đúng không các bạn? Dữ liệu ở sách nè, cô đổ ra Relit. Cho nên khi cô nhận dữ liệu ở cái down xuống thì cô cũng muốn đổ ra Relit. Cho nên ở trong chỗ down này nè, dữ liệu của tôi trả về sẽ là một cái Relit. Relit. Và Relit gì ạ? Relit sách. Sách. Ok. Và ta cũng return Relit đây. Được chưa? Đấy, Relit sách. Ok. Rồi. Bây giờ cô sẽ viết cái phương thức, dùng cái phương thức để viết để lấy cái dữ liệu ra ha. Rồi. Cô tạo cái relit để hướng nó. Relit để hướng nó. Đấy, sách. Cô để là danh sách. Đó, gắn trước bằng null đi. Đấy. Hoặc là cần thì bằng new relit luôn đi. New relit đi, nó tránh cái lỗi bị null. Đó, và tôi return cái anh này. Return danh sách. Vấn đề là bây giờ cô sẽ lấy dữ liệu từ database xuống, cô đổ vào cái danh sách này. Cô trả về danh sách. Và ở bên này tôi chỉ cần gọi tới là tôi lấy ra thôi. Đấy, bây giờ ta sẽ cái phương thức để các bạn kết nối với database nó sẽ như sau. Đầu tiên, ta sẽ có là ta khai báo SQLite, SQLite database, DB sẽ gán bằng đấy, DB helper bằng DB helper. Nếu mà đọc dữ liệu từ trên database xuống thì chỉ cần là get read able database thôi. Đúng không ạ? Nếu các bạn cần sửa và xóa thì các bạn cần get write able. Nhưng mà bây giờ ta chỉ cần lấy dữ liệu xuống thôi. Thì ta read able database. Sau đó tôi làm một con trỏ cursor. Cursor. Tạo một con trỏ. Cursor.
Được chưa? CS gắn bằng DB chấm raw query. Tôi lấy dữ liệu. Dữ liệu là một cái câu lệnh truy vấn là select sao from bảng là sách, đúng không ạ? Rồi, ta không có một cái bất kỳ một cái argument nào cả, cho nên chỗ này có để là null. Không có đối số, không có, tức là cái điều kiện mà que cái gì đó, argument đối số không có, cho nên có để null. Ok. Đó. Rồi cô sẽ nói đến con trỏ này các bạn này. Cô sẽ giải thích một chút về cái phần con trỏ cursor này nha. Đây. Thì đây cô sẽ nói với con trỏ này một chút xíu ha. Thì khi các bạn làm việc với con trỏ, làm việc với cơ sở dữ liệu, khi các bạn dùng câu lệnh select, khi các bạn dùng câu lệnh select sao from, ví dụ sách, thì kết quả trả về của câu lệnh select nó sẽ trả về một cái bảng, ta gọi là một cái table, đồng ý không? Đấy, nó trả về một cái bảng. Nó trả về câu lệnh này này, nó trả về một cái bảng, cái table. Cái table này gồm hàng và cột. Ví dụ sách ta có 4 cột, đúng không? Ta có 4 cột. Đây, cột đầu tiên là mã sách, cột thứ hai là tên sách, cột thứ ba là ngày xuất bản, cột thứ tư là mã loại sách. Và đấy là nó trả về cột. Rồi và hàng này là dòng dữ liệu nha, dòng 1, dòng 2, dòng 3, chấm chấm chấm, ta có 2 dòng thôi. Nhưng mà giả sử ta có nhiều dòng, giả sử ta có nhiều dòng dữ liệu như này, được chưa? Thì tùy từng ngôn ngữ lập trình nhá, có ngôn ngữ lập trình á, nó sẽ là nó trả về, nó gọi bằng cái result set. Nhưng mà ta ở đây người ta trả về con trỏ. Thì cái tập này nè, tập này gọi là tập kết quả, ta gọi nó là result. Cái tập này ta gọi là result set, tập kết quả. Đó, cái tập kết quả trả về từ câu lệnh select sao from thì nó sẽ là một cái bảng, nó là hàng và cột. Thì trong SQLite thì nó sẽ đổ cái dữ liệu lên một con trỏ. Con trỏ này nó sẽ có nhiệm vụ như này nè. Một là nó lưu trữ toàn bộ cái dữ liệu này, hiểu không ạ? Nó lưu trữ toàn bộ cái dữ liệu này. Hai là nó làm nhiệm vụ là có một cái trỏ, con trỏ, nó trỏ tới, nó trỏ tới từng dòng, nó trỏ tới từng dòng, nó fetch vào từng dòng này. Đấy, nó fetch vào từng dòng. Khi nào nó trỏ, các bạn mỗi lần duyệt là các bạn dùng câu lệnh next, 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 các bạn duyệt hết thì nó dừng. Đấy, thì con trỏ này nó ngoài việc lưu trữ toàn bộ database ra, cái table này ra, cái kết quả trả về của ông select này nè, thì nó còn có nhiệm vụ là nó fetch đến từng dòng. Từng dòng thì nó lấy được từng dữ liệu, từng cell. Cell. Ví dụ cái này là cái trên. Đây, cô sẽ xóa cái ông này đi nha. Đây. Giả sử các bạn đây, nó sẽ fetch từng dòng. Giả sử cái dòng, đây cô để cái tên cột các bạn nhìn cho rõ ha. Đấy. Đây cô để cho, cái này không phải là một dòng đâu, cô để cho rõ thôi. Hoặc là các bạn sẽ để vào đây này. Các bạn sẽ để vào đây này. Được chưa? Ok, đây là dòng đầu tiên đi ha. Thì các bạn để cái này là cái này là loài sách, mã sách. Đó. Còn cái này là tên sách. Đó, cái này là ngày. Còn cái này là loại, mã loại. Đúng không ạ? Mã loại. Cái này là mã loại sách, dù như vậy. Thì các bạn thấy là khi các bạn mà fetch cái dòng thứ nhất, đúng không? Các bạn lấy tên cột. Cột, đúng không? Lấy theo tên cột thì các bạn được cái cell này, được dữ liệu này. Lấy tên thì các bạn theo được cái dữ liệu này, được dữ liệu này, các bạn lấy được dữ liệu. Thì sau hết một dòng nó lại next tiếp ra dòng thứ hai, lại tiếp cái này. Tiếp cái này. Thì ở đây để truy xuất thì nó có cái chỉ số. Cái này index là bằng 0. Cái này index là bằng 1, cái này index là bằng 2, cái này index bằng 3. Đấy, cái cột, index của cái cột thì nó lấy theo 0, 1, 2, 3 để các bạn dễ dàng các bạn lấy luôn. Đó,
Thì vậy bây giờ con trỏ nó, các bạn hiểu nhá, cái cursor này, con trỏ cái CS các bạn á, thì nó có hai nhiệm vụ nhá. Một là nó lưu trữ, nó chứa toàn bộ dữ liệu. Thứ hai nó có khả năng phép từng dòng, đúng không ạ? Thì bây giờ trong cái ngôn ngữ mà Java, thì khi các bạn trả về một table thì nó sẽ ngầm định con trỏ này về đầu hàng dòng đầu tiên, dòng không. Nhưng mà ở trong cái SQL, trong trong cái SQLite này, thì trong Android thì nó không trở về dòng đầu tiên, cho nên các bạn bắt buộc các bạn phải đưa nó về dòng đầu tiên. Thì dùng cái CS chấm move to first, tức là để đảm bảo là đưa con trỏ về dòng đầu tiên. Ok. Đó. Sau đó các bạn kiểm tra khi con trỏ nó chưa ở cuối cùng, nghĩa là chưa khi chưa duyệt hết, nó duyệt từ trên xuống dưới. Thì khi con trỏ chưa duyệt Ơi, điểm nhân lại cho em được không cô? duyệt hết ở được tên gì con, Điểm nhân lại cho em mất cô. tên gì, Dạ, tên Đức. cái gì à, Đức hả? Dạ, em cũng quên. Chú à, Dạ. CAP. Từ từ, đang nói tụt hứng không làm tôi tụt hết á, giỡn thôi, điểm danh là cho em. Rồi Đức hả, Dạ. Đức, Đức Hải. Ủa đâu phải lớp mình đấy à, nhầm, Anh Đức không? anh Đức à. Anh Đức ông hả? Dạ. Rồi Dạ, rồi em cảm ơn cô. có ai nữa la lớn nha. Rồi tiếp, đây nó sẽ duyệt, nó chạy từ trên xuống dưới đúng không? Đấy, bây giờ ta phải kiểm tra này, khi while, trong khi ta dùng vòng lặp để duyệt hết, tại vì nó là danh sách mà. Cho nên ta phải dùng vòng lặp duyệt thôi. Trong khi con trỏ này mà chưa về is after last, chưa về cuối, thì phải phủ định, đúng không? Nếu mà after last thì nó về cuối mất rồi, thì để trong khi nó chưa về cuối, thì tôi sẽ duyệt, duyệt từng dòng ở đây, sau khi duyệt rồi thì ta sẽ phải next, ta duyệt hết một dòng, thì ta phải dùng cái next để ta next tiếp dòng tiếp theo. Tức là cs.mover to next để duyệt nhảy vòng tiếp theo. Cái này là chuyển sang dòng tiếp theo. Đó. Ok. Và sau khi xong làm việc xong rồi thì ta sẽ đóng con trỏ này lại, cs.close. Đóng con trỏ mở thì phải đóng đúng không? Rồi, vậy duyệt từng dòng ở đây ta làm gì? Đây nè. Ok. Đây, cô sẽ làm như sau. Tôi sẽ có một cái danh sách đây đúng không? Tôi sẽ có một cái array list ở đây. Tôi xóa cái này đi nhé các bạn. Đây, tôi sẽ có một cái array list ở đây. Đây, tôi sẽ có một cái array list ở đây. Đây, tôi sẽ có là array list ở đây. Đấy, cái này là ta sẽ có một cái array list. Array list là cái danh sách ở đây. Được chưa? Thì cái danh sách này ta sẽ làm như sau. Tức là tôi sẽ đọc một, tôi duyệt một dòng, tôi duyệt dòng thứ nhất nha. Đó, đây giá trị thứ nhất, đây giá trị thứ nhất là mã. Tôi lấy dòng, tôi lấy cái giá trị mã này nè. Tôi đặt là mã, tôi lấy được mã, tôi để vào cái sách, sách đúng không? Tôi để cái mã vào đây. Đấy, tôi lấy được cái tên, tôi để cái tên vào, tôi tạo được cái object ha. Tôi lấy một ngày, tôi để vào cái object ha. Ngày. Rồi tôi để cái mã, cái này là loại sách, tôi để vào đây. Đấy, tôi được một cái object sách. Thì tôi được object sách này, tôi lại add vào danh sách. Đúng không ạ? Thì tôi lại add vào danh sách. Ta sẽ có là danh sách chấm add. Cái sách các bạn vừa mới 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 tạo xong, mới mới lấy được. Đấy, ta add.
xong lại ta lại next tiếp dòng tiếp theo, ta lại add từng cái một, rồi ta lại add tiếp vào danh sách. Vậy cái array list này khi tôi dùng vòng lặp thì array list nó sẽ đầy dần, đúng không? Array list được một dòng, được một phần tử.